Rồi quý vị ơi, bonsai 2386, một cây khế ghép khế Nhật nha quý vị. Tỷ lệ nó đây nè, cái cây này là bonsai 2386 nha, 700k bao ship toàn quốc nha quý vị. Anh nào quen ship code lạ chuyển khoản nha. Đó, 700k nha. Cây này phải đóng tới một thùng rưỡi mót luôn nha, một thùng 50 mà hai cái á, cắt ra làm hai rồi coi như là một cái rưỡi nha, mới đóng nổi cây này nha. Đó, tiền phí nó cao lắm nha, tôi bán 700 cho quý vị rồi văn nghệ nha, không có lời gì hết trơn luôn, chỉ có một cây một duy nhất thôi. Cây này nè quý vị, tôi mua hồi mấy tháng trước á, để nè cái bầu nó vậy nè. Cây này ít gì cũng 4-5 tháng rồi, 5 tháng trở lên rồi đó. Rồi lúc cái tàn nó yếu xìu mà tôi tỉa riết rồi nó dung mâm vậy luôn à. Đó. Rồi vậy nha, hai chai trà xanh tôi để luôn cho quý vị dễ coi tỷ lệ nó ha. Để tôi coi từ dưới gốc lên nhiêu nha. Từ dưới gốc lên tới trên đỉnh đó là 4 tấc nha. 4 tấc ngoài nha quý vị. Nè cái củ nó khổng lồ luôn nè nha quý vị. Đó, dạ đang xùi luôn nè, thấy không? Đế đẹp lắm nha nè. Đế của nó vậy nè. Cái củ này nó bằng hai chai trà xanh nhập lại luôn nha. Hình thú luôn nha. Nè, đây này không có vô chậu quý vị nhìn không có thấy rõ đâu nha. Phải vô chậu quý vị nhìn mới rõ nha. Đó, cái tàn ở đây nè. Chuyện ai vậy? Nó một ba cái mua kia. Cái chở mỏ chứ mai mỏ đầu đóng. Không mấy thùng mà. Có bắt quá rồi ra ngoài này tận dụng mấy cái thùng này vô đóng đi chứ không sao. Bắt máy luôn. Bắt quá ngày mai kêu anh Hoàng anh chạy anh kiếm vài cái. Chắc giờ này ổng đi ngoài đường chưa về á. Rồi. Tàn ở đây nha quý vị. Ngày mai là mình dùng 4 cái thùng rồi đó. Nếu mà bán được là mình dùng 4 cái thùng rồi đó. Rồi, kết thúc nha quý vị. Bề mới nhắc con. Thầy trò đi điểm rồi.